Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 18 giờ hôm nay ngày 23 tháng 5 của báo Thanh Hóa xin được chuyển tới quý vị những thông tin thời sự quan trọng được chúng tôi cập nhật trong ngày. Đáng chú ý là tin tức về hội nghị thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 và hoàn thành lấy ý kiến cử tri về nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 năm 2024. Ngoài ra là một số thông tin đời sống xã hội được nhiều người quan tâm như thời gian Ủy ban châu Âu EC thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Bộ Công an phê duyệt đấu giá thêm gần 340.000 biển số xe ô tô. Danh sách 10 học sinh Thanh Hóa được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2024. Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 17 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 phải bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phù hợp với khả năng thực hiện. Đối với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, chỉ thị nêu rõ phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước bình quân cả nước tăng tối thiểu khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2024 sau khi đã loại trừ các yếu tố tăng giảm thu do thay đổi chính sách. Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 đảm bảo các quy định của pháp luật, nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách theo nghị quyết số 07 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị, gắn với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập, kinh phí về chế độ tiền lương mới, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Xây dựng dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2025 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và địa phương năm 2025, giai đoạn 2023-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, chế độ chính sách chi ngân sách nhà nước, bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương đã ban hành. Sáng nay ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hưng Yên và một số nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả tiến độ triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết có 2 dự án lớn đi qua địa bàn tỉnh, gồm dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa và dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa. Đến ngày 18 tháng 5, tỉnh đã bàn giao hoàn toàn 299 vị trí móng cột, 137 khoản néo, chỉ còn lại một khoản néo ở xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn còn vướng mắc về thủ tục đất đai của một hộ gia đình. Tỉnh Thanh Hóa cam kết với Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các bộ ngành sẽ hoàn thành mặt bằng khoản néo này trước ngày 30 tháng 5, đồng thời sẽ hỗ trợ Tổng Công ty Truyền tải, các nhà thầu về mặt bằng, nhân lực để triển khai dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các địa phương có dự án đi qua đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đồng hành cùng với chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện dự án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương huy động thêm nguồn nhân lực để tập trung thi công theo đúng tiến độ, đến ngày 20 tháng 6 hoàn thành kéo dây, tiến hành nghiệm thu đóng điện chạy thử để đến trước ngày 30 tháng 6 tiến hành khánh thành dự án. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ra soát lại công việc để tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.
Đặc biệt, thị xã Nghi Sơn cần khẩn trương nghiên cứu các cơ chế chính sách, tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình ông Lê Vinh Chi ở thôn Tam Sơn, xã Tân Trường bàn giao mặt bằng. Nếu gia đình vẫn không chấp hành, sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật để đảm bảo tiến độ dự án theo cam kết của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong sáng nay ngày 23 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc thành phố Thanh Hóa, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc thành phố Thanh Hóa, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ ý nghĩa, nội dung của việc lấy ý kiến, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri, động viên cử tri tham gia tích cực, đồng thuận, thống nhất cao đối với việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, việc nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường trực thuộc thành phố Thanh Hóa, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương đúng đắn, quan trọng, đã được quy định tại kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động lấy ý kiến cử tri là một trong những yêu cầu, là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý việc tổ chức lấy ý kiến cử tri phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian, tiến độ đề ra. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn hoàn thành tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trước ngày 10 tháng 6. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri gửi tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Thông tin từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Ủy ban châu Âu EC thống nhất với Việt Nam sẽ thực hiện đợt kiểm tra lần thứ 5 vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2024 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Việt Nam. Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và cơ quan chức năng cần thực hiện tốt 3 giải pháp trọng tâm thực hiện thời gian tới. Thứ nhất, bằng mọi giải pháp ngăn chặn, giảm tối đa tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm không có vùng cấm. Thứ hai, quản lý chặt chẽ hơn nữa đội tàu, đảm bảo 100% các tàu cá đi khai thác trên biển, đảm bảo đủ điều kiện như lắp thiết bị giám sát hành trình, có nhật ký khai thác, phải bật kết nối ngay cả khi nằm bờ. Thứ ba, xử lý nghiêm những trường hợp mà EC từng phát hiện việc trộn lẫn nguyên liệu thủy sản hay hợp pháp hóa hồ sơ trái phép. Đặc biệt, các lực lượng tăng cường kiểm soát, xác nhận nguồn gốc thủy sản tại cảng. Từ nay đến trước khi đoàn thanh tra EC sang Việt Nam lần thứ 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến tổ chức đợt cao điểm chống khai thác IUU, thành lập các đoàn công tác đến toàn bộ 28 tỉnh, thành phố ven biển. Ngày 23 tháng 5, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô phiên đấu giá thứ tư. Danh sách biển số sẽ được niêm yết từ ngày 25 tháng 5. Số lượng biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 339.780 biển số, trong đó thành phố Hà Nội có 60.230 biển số, thành phố Hồ Chí Minh 34.520 biển số, Nghệ An và Thanh Hóa mỗi địa phương hơn 12.000 biển, thành phố Hải Phòng 10.720 biển số. Giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, tiền đặt trước bằng với mức giá khởi điểm này và bước giá là 5 triệu đồng. Cũng như trước đây, các cuộc đấu giá biển số xe ô tô vẫn diễn ra theo hình thức trực tuyến. Trải qua 3 phiên đấu giá diễn ra trong gần 6 tháng thực hiện trước đó, các đơn vị đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công hơn 15.100 biển số xe ô tô với tổng số tiền đấu giá thành công là trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá đã được khách hàng nộp tổng cộng gần 1.400 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 139 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2024.
Trong đó tỉnh Thanh Hóa có 10 học sinh, đều là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. 139 học sinh miễn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2024 là các học sinh đã tham gia kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế khu vực năm 2024, gồm 30 học sinh thi môn toán, 30 học sinh thi môn vật lý, 25 học sinh thi môn hóa học, 27 học sinh thi môn sinh học và 27 học sinh thi môn tin học. Theo danh sách, 10 học sinh của tỉnh Thanh Hóa được miễn thi gồm các em Hoàng Tuấn Kiệt, Trần Vũ Lê Hoàng, Mai Gia Hy, Hà Duyên Phúc, Nguyễn Hữu Nhật Minh, Lê Thành Đạt, Nguyễn Lê Bảo Long, Trịnh Khánh Hà, Nguyễn Lê Thành Công và Lại Minh Quang, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2024 theo quy định đối với 139 thí sinh trong danh sách. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!